Hội đồng quản trị và ban giám đốc điều hành của 17 tổng công ty mạnh nhất của nhà nước sẽ thay đổi như thế nào? Các công ty nào sẽ bị sáp nhập? Để mới nhập môn, tôi và đã diễn những cái bài trèo từ nhiều cái soi lại cái bấm ông cà phê mà cái gì nhỉ cái bấm là giúp anh trọng mời làm cái bộ phim này bấm cái gì cho nó nhìn đi bấm cái gì cho nhìn quay kia mặt nó mới sáng ngồi tối lắm con ra con tự bấm ra tự bấm nào ra bấm đi 8 4 6 5 7 bạn cũng có thể gửi chi tiết câu hỏi qua địa chỉ thư điện tử của chương trình đối thoại. Bấm nữa nha. 8 tại hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Bấm nào, ra bấm nào. Không. Tắt luôn tuyến cho mẹ. Tắt luôn tuyến nào. Vùng cả EU và Nhật Bản. Một thỏa thuận điều chỉnh bế tắc đã được thỏa thuận trước quy định các nước công nghiệp chỉ cần cắt giảm trung bình 2% lượng khí thải nhà kính thay vì 5,2% như nghị định thư Kyoto ký năm 1997. Một cách tốt nhất. Cũng là nguyên nhân đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc xoay quanh việc cắt giảm khí thải nhà kính, tăng giảm đá thì đá mắc nhưng mà không phải cho các nước nghèo. Nội dung chi tiết sẽ được đề cao trong chương trình Vì chất lượng cuộc sống lúc 19:50 ngày thứ hai trên sóng VTV1. Có đại à máy đi à. Họ là những chiến sĩ anh dũng của chúng ta, thương binh và như Bộ Nông nghiệp, Ngân hàng Xuất nhập khẩu ECB và Công ty Đầu tư Tư nhân Hải ngoại OPIC. Đây là năm thứ tư những vấn đề của hạn miễn áp dụng đối với sông Jackson Vanik ủng hộ chính sách tiếp tục quan hệ thương mại bình thường. Bởi vì tôi đã thấy nhiều gia đình mà chính mắt tôi được nhìn thấy có những cái sự giảm nứt trong cái nhất là cái văn hóa gia đình bây giờ nó có nhiều vấn đề chính cái này. Việc phê chuẩn hiệp định thương mại Mỹ Việt chỉ còn phải trải qua thủ tục đơn giản, đó là cuộc bỏ phiếu toàn thể của Hạ viện và Thượng viện. Rồi. Cái gì đấy? Asimov đã tung ra hai cú đòn bằng tay phải và tay trái rất chính xác về phía Leicester. Bấm tiếp. Đức. Không đếm từ một đến tổng đếm con. Rồi. Con đếm từ 1 đến 20 là 1. Rồi 1. Đếm là 1, 2, 3.